Chào người yêu cũ. Mình xin tự giới thiệu, mình là người yêu cũ của cô ấy. Này, cậu ấy là có một bộ thần kinh thép đấy. Cô này cô ấy tuyệt vời lắm. Tối ngủ hay ngáy to, ngáy như con bò ấy. Chưa hết, đã thế nha. Còn gác chân cổ người yêu. Tôi chết rồi, cậu ơi. Cậu nên nhớ rằng nhá, khi đi chơi với cô này ấy, đừng bao giờ cho cô ấy uống mấy cái đồ ngậy ngậy này. Bởi vì biết ngay mà, hai người hạnh phúc nhá. Không, đây là Nhung. Đây là Giang. Đây là em Trang. Không, đây là Nghĩa. Nghĩa Trang Mai Dịch. Ủa, tôi. Này, cô này có phải là cái cô hôm trước mà ôm nhau, đá lưỡi nhau trên hồ không? Này, đây có phải là cái cô mà ông đưa sang Gia Lâm không? Phòng ông ở bên đấy tốt chứ? Thì hôm trước tôi thấy quẩy như ngựa ở trên bar cơ mà. Em có phải là hôm trước đúng không? Tôi đoán là đưa lên hồ ôm nhau thắm thiết lắm. Đúng rồi. Này, còn nháy nháy cái gì? Này. Không qua trên tay đưa mắt tôi. Mạnh mẽ lên. Làm sao? Bỏ tôi đâu rồi. Anh em như nhau cả đấy mà. Gặp nhau mà. Sao? Đi với gì? Giới thiệu bạn trai cho. Đi.